Bắt giữ kẻ dùng dao chém hàng xóm tử vong. Một người phụ nữ ở Vĩnh Phúc bất ngờ bị hàng xóm dùng dao chém nhiều nhát vào người, tử vong tại chỗ. Khu vực nơi xảy ra vụ án. Trưa ngày 13 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc cho biết công an đang điều tra, làm rõ vụ án mạng trên địa bàn khiến một phụ nữ tử vong. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Hợp Châu, chiều ngày 12 tháng 4, nghi phạm Hoàng Đình Tư ở thôn Cửu Yên 2, thị trấn Hợp Châu dùng dao tấn công nhiều nhát vào bà PTC, hàng xóm, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nghi phạm không bỏ trốn mà ở tại nhà. Giữa nghi phạm và nạn nhân có mâu thuẫn nhỏ. Nghi phạm đã bị bắt vào tối qua và đã nhận tội. Trước thời điểm xảy ra án mạng, Tư khai nhận có sử dụng rượu, bia, lãnh đạo thị trấn Hợp Châu thông tin. Vị này cũng cho biết thêm, ở địa phương nghi phạm hay uống rượu. Năm ngoái nghi phạm vừa bị xử phạt hành chính vì tội đánh vợ, hiện cả hai đã ly hôn. Hiện công an đang điều tra, làm rõ vụ án.